Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Ở đây mình đang có một mẫu main mà rất nhiều anh em đang quan tâm, đó chính là Z690 Arrow Master. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái mẫu main này. Thì dòng Arrow Master sẽ là dòng cao cấp nhất của Gigabyte tính tới thời điểm hiện tại, mà cái thời điểm mà mình làm video này thì đây là dòng cao cấp nhất. Và chipset Z690 sẽ hỗ trợ cho CPU mà anh em mong chờ bao nhiêu năm nay, đó chính là CPU thế hệ thứ 12 của Intel được sản xuất trên tiến trình đó là 10 nanomet. Ngày xưa thì 14 nanomet anh em bước kia, bây giờ hạ xuống 10 nanomet rồi. Chúng ta đã có chipset Z690. Thì thời điểm hiện tại thì nếu như anh em nào mà có thể mua được CPU thế hệ thứ 12 thì chắc chắn sẽ phải sử dụng chipset Z690 trước khi chúng ta sử dụng những chip dòng B và dòng H. Rồi, quay trở lại vấn đề chính đi. Thì đầu tiên mình sơ qua một chút về phần vỏ hộp ngoài, và sẽ có logo của Arrow, có RGB. Tất nhiên rồi, bây giờ tất cả sản phẩm đều có RGB. Thì RGB thì những cái dòng cao cấp này sẽ cực kỳ đẹp, và sẽ một số công nghệ như ở đây các bạn có thể nhìn thấy là PCIe 5, tức là khoảng PCIe 5.0. Về mặt lý thuyết mà nói thì PCIe 5.0 sẽ có tốc độ truy cập dữ liệu cực kỳ cao. Thế nhưng khi mà sử dụng thực tế, những cái dòng card đồ họa mới ra mắt hiện tại ở đây cũng mới hỗ trợ PCIe 4.0 thôi. Thế nên đối với PCIe 5.0 mình nghĩ sẽ là một tương lai, hoặc là một công nghệ để trước đấy để sau này có thể sử dụng được. Và nhìn xuống bên dưới đây chúng ta sẽ có một cụm từ, đó chính là DDR5. Như anh em có thể biết được là tất cả những mẫu bên hiện tại thì đều hỗ trợ đó chính là DDR4. Thì đối với DDR5 ở đây chúng ta sẽ có những thanh RAM có những bus cao hơn này, có những cái tốc độ nó thấp hơn này, sử dụng tức là độ trễ của sản phẩm nó thấp hơn trong một cái mức giá không quá cao. Thì đối với RAM DDR5 chắc chắn sẽ không có khả năng tương thích ngược đối với những cái mà cái kích thước của DDR4, tức là các bạn sẽ không thể nào cắm chung được giống như PCIe. Tức là một số những mẫu main theo thời điểm hiện tại hỗ trợ DDR4 thì khi DDR5 mà các bạn muốn sử dụng, các bạn bắt buộc phải mua những cái mẫu main mới. Và những cái mẫu main dòng chipset Z690 này sẽ đều hỗ trợ DDR5 hoặc là có thể hỗ trợ DDR4 nữa. Thì một số những thông tin trên mạng nói rằng là có những mẫu main sẽ hỗ trợ DDR5 hoặc có những mẫu main sẽ hỗ trợ DDR4. Cái thông tin này thì khi mà tất cả những mẫu main ra mắt chính thức thì chúng ta mới có thể biết được. Và nhìn xuống bên dưới đây chúng ta sẽ thấy được logo của Intel thế hệ thứ 12 này và chipset Z690. Chuyển ra phần mặt sau thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy được đó chính là cái hình ảnh tổng thể của mẫu main. Khi mà các bạn cắm nguồn vào sẽ có led RGB. Thì ở đây thì mình chưa có đầy đủ những thiết bị, thế nên mình sẽ tạm thời chưa cắm, thì mình sẽ hẹn anh em trong một video khác. Và hệ thống cấp điện cho CPU cũng cực kỳ ấn tượng, mặc dù là CPU đã không phải là 14 nanomet nữa, hạ xuống 10 nanomet đồng nghĩa việc là điện năng tiêu thụ sẽ thấp hơn. Thế nhưng mà Arrow, tức là Gigabyte, vẫn đầu tư hệ thống cấp nguồn tương đối ấn tượng để có thể cấp điện cho CPU, khi mà chúng ta có hai cổng cấp nguồn 8 pin liền, tầm này cắm bằng i9 thì cũng vô cùng thoải mái. Và tất nhiên hệ thống cấp nguồn mà nó đỉnh cao như vậy thì chúng ta sẽ cần một hệ thống tản nhiệt tốt. Một chút nữa khi mình mở hộp ra thì mình sẽ cho anh em thấy. Và dưới đây chúng ta sẽ công bố thêm những công nghệ nữa về DDR5 với XMP 3.0 này, PCIe 5.0 hardware design, tức là design trước thôi, và Wi-Fi 6E. Tất nhiên rồi, những mẫu main cao cấp phải có Wi-Fi 6 rồi. Và bây giờ mình sẽ mở hộp này cho anh em. Đây là khi mình mở hộp ra và các bạn có thể nhìn thấy được là một sản phẩm có thể nói là cực kỳ đẹp và trông rất là nạc ấy. Và khi mà nhấc ra thì ở phần bên trong chúng ta sẽ có thêm được một cái sticker nữa. Đây, một cái tấm sticker đúng hơn. Cái tấm sticker này thì dành cho anh em nào mà sưu tập thì sẽ là phù hợp nhất. Ở đây là dành có một cái để ngoắc vào cửa, kiểu khi chơi game ấy, ngoắc ngoài cửa bảo người ta đừng vào. Nhưng mà thôi, mang tính chất tượng trưng thôi, ngoắc ngoài cửa chắc gì người ta đã đứng yên đấy, người ta vẫn cứ vào hay sao. Và mình sẽ đề cập tới cái phần mặt sau trước đi, bởi vì cái phần này thì mọi người sẽ thường không để ý tới. Thì khi nhìn qua phần mặt sau các bạn thể thấy được đây là một tấm kim loại được ốp thẳng mặt sau. Cái lý do cái tấm kim loại xuất hiện bởi vì cái mẫu main này cực kỳ nặng, thì có cái mẫu kim loại này sẽ làm cho cái mẫu main nó chắc chắn hơn, mà khi anh em cầm lên và anh em lắp vào ấy, đảm bảo được rằng anh em không mạnh tay quá bẻ gãy mẫu main. Có thể về mặt lý thuyết thì là vậy. Rồi, thì bây giờ khi mà nhìn vào tổng thể nhá, những khe DDR5 đây, khe DDR5 ở đây chúng ta thấy đây, nhìn sơ qua thì có vẻ giống DDR4, nhưng khi mình có một thanh RAM DDR4 đây và mình đặt vào thì sẽ không vừa, bởi vì RAM DDR5 cái phần mấu ở đây đang đặt vào giữa rồi. Thế nên những thanh RAM DDR4 giống như này thì chắc chắn sẽ không thể sử dụng được ngược trên những cái mẫu main Z690 đây. Và nhìn qua đây có phần socket đây, đây là socket LGA1007. Đấy, các bạn nhìn thấy nó cực kỳ to luôn. Và đối với những cái mẫu hệ thống tản nhiệt đầy cũ, những cái mẫu tản nhiệt hỗ trợ socket 1151 sẽ không thể dùng được trên cái mẫu bên này. Tuy nhiên anh em đừng lo lắng, bởi vì hầu hết những cái hãng sản xuất hệ thống tản nhiệt thì sắp tới họ sẽ đều bán rời những cái phần, để mình gọi là như thế nào nhỉ, những cái phần ốp, những cái để phù hợp nhất để tương thích lại được với LGA1007. Mình không nhớ tên gọi thế lắm. Rồi thì chúng ta sẽ miêu tả một chút đến cái phần
cái hệ thống tản nhiệt dành cho khu vực VRM. Thì nhìn sơ qua một chút, nếu như bạn nào mà không sờ tận tay vào thì nhìn trông qua trông rất giống nhựa hay cũng giống mặt xốp luôn, nhưng thực tế ra thì những cái khe heat sink này đều được phủ lên một cái lớp phủ nào đó mình cũng chưa rõ lắm, nhưng mà nhìn nó cực kỳ đẹp và sẽ đảm bảo cho sản phẩm sau một thời gian dài sử dụng sẽ không bị thay đổi màu sắc cũng như bị bay xương một cách dễ dàng. Và ở dưới những cái hệ thống heat sink này, đây cho cả khu vực trên và dưới đây sẽ đều có những ống đồng để có thể dẫn nhiệt truyền giữa hai cái heat sink này một cách hiệu quả hơn. Còn ở cái khu vực IO đây, đây tấm này làm bằng nhựa thì để có thể truyền được led RGB và cái độ chắc chắn của sản phẩm là cực kỳ tốt. Nhìn qua cái mặt hệ thống cổng kết nối ở đây thì đây là Bluetooth 5 và Wi-Fi 6E, thì có hai qua hai anten để anh em sử dụng vào sẽ phù hợp nhất, nhưng mà thôi mình không quay lên vì cái anten này cắm vào và để sang bên thôi, anh em sẽ không để ý đâu. Quan trọng là công nghệ bên trong là chúng ta có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0. Sẽ có một số những phím tắt để clear BIOS cũng như là để anh em có thể up BIOS một cách dễ dàng hơn. Với những cái hệ thống cổng USB có phải nói là cực kỳ nhiều. Mình đếm sơ qua ở đây là chúng ta tổng cộng là 9 cổng USB Type A và 2 cổng USB Type C, và cổng xuất hình sẽ một cổng DisplayPort, rất nhiều jack audio được mạ vàng và một cổng mạ nguồn. Còn cổng PSI thì chắc chắn nó sẽ phải biến mất rồi, bởi vì ở đây tập trung quá nhiều cổng kết nối công nghệ mới. Và nhìn xuống bên dưới chúng ta sẽ có được hệ thống âm thanh, những dòng main Z690 hay là cụ thể những cái dòng main cao cấp thì đều được trang bị cả để có thể sử dụng cái chip âm thanh tai nghe anh em có hiệu quả hơn. Đây cái phụ cực kỳ dày đây. Đây là khu vực cắm SD mà anh em có thể dễ dàng tiếp cận nhất. Mình không hiểu lý do tại sao mà Gigabyte có thể làm được cái phần gọi là cái heat sink tản nhiệt cho cái SD này nó dày đến cỡ này. Phải nói là cực kỳ nạc, không biết liệu Gigabyte có sợ rằng là những cái mẫu SD nó có tỏa ra nhiệt cao quá, những mẫu SD hiệu năng cao quá tỏa ra nhiều nhiệt, thế nên đầu tư một hệ thống heat sink có thể nói là ngang cả những khu vực cấp điện cho CPU thì nó cực kỳ dày. Và ở ngay bên dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cái tấm ốp nữa để che những thành phần linh kiện. Và dưới đây chúng ta sẽ có tổng cộng thêm 4 khe cắm SDMA2, nâng tổng số khe SDMA2 mà mẫu main này có thể cắm được đến tận 5 SD. Có tiền mua main nhưng mà có tiền mua đủ SDMA2 để cắm full vào những cái slot này được hay không thì đấy sẽ là một câu chuyện đấy. Nhìn sâu qua một chút nữa về những khe PCIe đi. Ở đây chúng ta sẽ có một khe PCIe với kích thước là X16 là để có thể cắm được những cái mẫu card đồ họa. Và anh em nhìn thấy đây không? Nó có màu trắng. Màu trắng ở đây có lẽ để đánh dấu rằng cái khe này hỗ trợ cho cả PCIe 5 đấy, kiểu design trước cho. Và dưới đây chúng ta sẽ có hai khe X16 nữa. Tuy nhiên hai khe X16 dưới đây sẽ là hai khe X4. Nhìn đầu tiên mình nhìn tưởng X8, khi nhìn kỹ vào các cái chân tiếp xúc thì mình thấy đây là khe PCIe X4 nha. Anh em nên cân nhắc để sử dụng đa card đồ họa một cách hiệu quả hơn. Trên đây thì là những cái review của mình cũng như là đánh giá sớm về mẫu main Z690 Aorus Master. Còn về test hiệu năng của em nó thì khi nào mình có được một mẫu CPU thế hệ 12 kèm theo là RAM DDR5 thì mình sẽ hẹn anh em ở trong video khác để có thể test cho anh em một cách hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.